Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Tìm Hiểu Các Bang và Thành Phố ở Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty tên Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phố San Jose của bang California. Đây là một trong 20 thành phố giàu nhất của nước Mỹ. San Jose được hiểu theo nghĩa tiếng Tây Ban Nha là Thánh Giuse. Thành phố được thành lập vào năm 1777. San Jose được xem là thị trấn đầu tiên của Tây Ban Nha, vùng Neva California. Trước đây là Tân Cali và sau này trở thành Alta California. Thành phố San Jose vốn là cơ sở trang trại phục vụ hậu cần cho quân đội của Tây Ban Nha ở San Francisco và Monterey. Sau khi California bước vào quy chế tiểu bang của Mỹ vào năm 1850 thì San Jose mặc nhiên trở thành thủ phủ đầu tiên của California. Trải qua 150 năm phát triển nông nghiệp, sự gia tăng nhu cầu ở của các binh lính cùng với cựu chiến binh trở về từ chiến tranh thế giới thứ hai, San Jose nhanh chóng được mở rộng xây dựng trong những năm thập niên 70. Việc khởi công xây dựng thung lũng Silicon tại đây đã làm cho San Jose nằm gọn trong trung tâm của thung lũng, tạo một cái diện mạo hoàn toàn mới cho thành phố và được gọi là thủ đô của thung lũng Silicon. Trung tâm đô thị San Jose là nơi có hơn 250 nhà hàng, 9 địa điểm là nhà hát, nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng cùng những lễ hội độc đáo và các sự kiện đặc biệt khác. Thành phố là một trong những thành phố thân thiện an toàn nhất California, cho bạn dễ dàng đi bộ hay đi xe đạp trên thành phố. Thành phố với quan điểm sống hiện đại, khách sạn thì sang trọng, tiện nghi, sự góp mặt của hàng loạt các nghệ thuật công cộng, các trung tâm thành phố đã thực sự tạo cho nơi đây trở nên đáng yêu, sôi động và đầy màu sắc theo một nhịp sống độc đáo của riêng nó mà không bất kỳ nơi nào có thể lẫn lộn được. Hãy cùng theo dõi clip giới thiệu về thành phố San Jose để thấy được sự hoành tráng của thành phố này nó như thế nào các bạn nhé.